Số 22. Công việc. Này các tỳ kheo, có bảy pháp không làm suy giảm này, ta sẽ giảng. Và này các tỳ kheo, thế nào là bảy pháp không làm suy giảm? Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo không ưa thích làm thế sự, không hoan hỷ làm thế sự, không đam mê làm thế sự, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo không ưa thích phím luận, không hoan hỷ phím luận, không đam mê phím luận, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo không ưa thích ngủ nghỉ, không hoan hỷ ngủ nghỉ, không đam mê ngủ nghỉ, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo không ưa thích quần tụ, không hoan hỷ quần tụ, không đam mê quần tụ, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo không có ác dục vọng, không bị chi phối bởi ác dục vọng, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo không bạn bè ác dục vọng, không thân tín ác dục vọng, không cộng hành với ác dục vọng, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo không dừng ở nửa chừng giữa sự đạt đến những quả vị thấp kém và những quả vị thù thắng, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào bảy pháp không làm suy giảm này được duy trì giữa các tỳ kheo, khi nào các tỳ kheo được dạy bảy pháp không làm suy giảm này, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh không bị suy giảm. Số 23. Tin tưởng. Này các tỳ kheo, có bảy pháp không bị suy giảm, hãy lắng nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Xin dâng bạch Thế Tôn. Các vị tỳ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, thế nào là bảy pháp không bị suy giảm? Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo có tín tâm, có tàm, có quý, có nghe nhiều, có tinh tấn, có chánh niệm, có trí tuệ, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào bảy pháp không làm suy giảm này được duy trì giữa các tỳ kheo, khi nào các tỳ kheo được dạy bảy pháp không làm suy giảm này, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh không bị suy giảm. Số 24. Giác chi. Này các tỳ kheo, có bảy pháp không làm suy giảm này, ta sẽ giảng. Này các tỳ kheo, thế nào là bảy pháp không làm suy giảm? Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo tu tập niệm giác chi, tu tập trạch pháp giác chi, tu tập tinh tấn giác chi, tu tập hỷ giác chi, tu tập khinh an giác chi, tu tập định giác chi, tu tập xả giác chi, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào bảy pháp không làm suy giảm này được duy trì giữa các tỳ kheo, khi nào các tỳ kheo được dạy bảy pháp không làm suy giảm này, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh không bị suy giảm.